thảo luận cái melting range of MuFat. Ở đây không phải là điểm nóng chảy mà khoảng nhiệt độ nóng chảy. Range là khoảng, khoảng nhiệt độ nóng chảy. Một triglyceride là nó có một điểm nóng chảy, nhưng mà chất béo thì nó không phải là một triglyceride mà nó là hỗn hợp của nhiều, của nhiều triglyceride, cho nên nó có một khoảng nhiệt độ nóng chảy lại, chứ không phải là một điểm. Ok, cái đặc trưng về khoảng nóng chảy này nè là có tầm quan trọng ở trong chế biến sữa cũng như chất béo từ sữa. Khoảng nhiệt độ nóng chảy nó quan trọng. Ví dụ đi, khoảng nhiệt độ nóng chảy nó quan trọng nè, là mình dùng cái sốt để mình trộn rau sống thì nên dùng chất béo no hay không no? Không no hay no? Không no để cho nó lỏng, để nó là dầu, đúng không? Chứ đâu có ai mà trộn salad mà lấy cục mỡ trộn vô. Còn nếu mà đi làm bánh bích quy, biết bánh bích quy không? Hay là chiên mì gói, em có hàng mì gói không? Chiên mì gói là những chất béo no hay không no? Khá là no, vì họ cần ở nhiệt độ phòng nó cứng, nó giòn. Em ăn mì chiên là em ăn khá là nhiều chất béo no. Em nhìn em không thấy thôi, chứ nó chiên chất béo no để ở nhiệt độ phòng nó cứng lại, nó giòn, em cắn nó rộn, chất béo nhiều lắm. Ok, rồi, như vậy là nhiệt độ nóng chảy nó quan trọng vì nó ảnh hưởng sự ứng dụng của chất béo đó. Nhiệt độ nóng chảy của chất béo nó còn phụ thuộc chủ yếu vào các axit béo và nó phụ thuộc vào các tính chất cụ thể như sau. Độ dài của mạch, mạch càng dài thì nhiệt độ nóng chảy càng cao. Phụ thuộc vào độ bắc bão hòa, tức là nối đôi đó. Độ bắc bão hòa càng cao thì nhiệt độ nóng chảy càng càng gì? Càng thấp. Càng nhiều nối đôi thì nhiệt độ càng thấp. Hồi nãy cái bảng hồi nãy mình có xem. Phụ thuộc vào gì nữa? Phụ thuộc vào vị trí của nối đôi. Nối đôi nó ở vị trí 3, 6 hay 9 nó cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ nóng chảy. Phụ thuộc vào sự có mặt của đồng phân trans. Đồng phân trans và đồng phân cis, đồng phân nào có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn? Nếu cùng mạch, nếu cùng nối đôi, cis hay trans có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Tại sao cis có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn? Đáng đoán vậy, đúng không? Ngày nào cứ nghe nói cis là tốt hơn, cho nên đáng đoán vậy. Rồi, bây giờ vẽ ra ví dụ nha. Ví dụ đây là một con nối đôi. Bên nào là cis, bên nào là trans? Bên nào là cis? Đây là đồng phân cis nè, còn đây là đồng phân trans. Cis là sao? Là cái hai cái nặng này nè, nó cùng về một phía. Còn trans là sao? Cái mạch của axit béo. Như vậy cái mạch của axit béo khi mình nhìn mình thấy như vậy, cái mạch cis nó như thế này. Còn cái mạch trans là sao? Thẳng. Cái mạch nó càng thẳng thì nó sắp xếp với nhau dễ hay khó? Dễ. Khi kết tinh nó sắp xếp với nhau, nó đan với nhau rất dễ, nó liên kết nhau tốt. Liên kết nhau tốt thì khó tan, có nghĩa là khó chảy. Mà khó chảy có nghĩa là nhiệt độ nóng chảy sao, cao hay thấp? Cao. Như vậy đồng phân trans cùng axit béo mà có nhiệt độ nóng chảy sẽ cao hơn rất nhiều so với đồng phân cis. Và cuối cùng là yếu tố nó sẽ phụ thuộc vào sự phân bố của axit béo trong cái khung glycerol của triglyceride. Sự phân bố axit béo là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên? Không ngẫu nhiên, có trật tự, có mỗi loại nguyên liệu nó sẽ khác nhau. Ở trong công nghệ phân đoạn chất béo, cái này gọi là công nghệ phân đoạn chất béo, thì từ một chất béo MuFat nè, là đường ở giữa nè, là đường chất béo sữa. Từ chất béo sữa người ta có thể tách thành hai phần, phân đoạn thành hai phần. Một phần có nhiệt độ nóng chảy cao hơn được đặt tên là stearin. Phần có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn được đặt tên là olein. Nhìn để biết nè, trục hoành thể hiện cái gì đây? Nhiệt độ. Trục tung thể hiện gì? Solid fat content là hàm lượng béo rắn. Hàm lượng béo còn rắn, có nghĩa là chưa có chảy ra. Tại 5 độ C, tại 5 độ C, bao nhiêu phần trăm chất béo sữa là chưa có chảy, là còn rắn? 53%. Bơ, người ta bảo quản tủ lạnh ở tầm 5 độ C, em thấy nó rắn hay là nó lỏng? Bơ, cái cục bơ là rắn hay lỏng? Rắn. Nhưng mà ở trong cái cục bơ đó có phải tất cả chất béo đều rắn không? Không. Bao nhiêu phần trăm là rắn đây? 53%. 40 mấy phần trăm đã gì rồi? Đã chảy lỏng rồi.
Như vậy bơ trong đó có lỏng, có rắn. Tại một nhiệt độ cụ thể nào đó thì một phần chất béo đã chảy rồi, một phần chất béo vẫn còn rắn, ý là vậy. Dùng công nghệ phân đoạn, người ta có thể tách ra phần có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn là olein nè. Ví dụ ở 5 độ C là nó chỉ có 40 mấy% là rắn thôi. Còn phần stearin, phần nhiệt độ nóng chảy cao hơn, nhiều rắn hơn. Stearin khác với stearic nha. Stearic là gì? Là axit béo. Còn đây là stearin. Họ dựa theo cái tên của stearic. Họ dựa theo cái tên của oleic. Rồi, tiếp theo, một cái hình này cũng rất là hay. Hình này thể hiện giống như cái hình hồi nãy vậy đó, là hàm lượng chất béo còn rắn nè ở các khoảng nhiệt độ khác nhau so giữa các loại chất béo. Đường này là đường miêu phát. Miêu phát là gì? Chất béo sữa mà mình đang học à. Người ta vẽ đến 20 độ thôi, người ta không vẽ thấp xuống như nãy. Đường trên cùng là đường bơ ca cao. Bơ ca cao không phải là bơ là làm ra bơ giống như bơ sữa đâu, mà nó là chất béo của hạt ca cao. Chất béo của hạt ca cao là nền tảng để tạo nên cấu trúc sản phẩm gì? Sô cô la. Ở 20 độ C nè thì chất béo sữa hay là chất béo hạt ca cao có hàm lượng rắn cao hơn? Béo nào? Hạt ca cao, đến 80% là rắn. Như vậy hạt ca cao này, chất béo ở 20 độ C là nó rất là rắn, rất là giòn. Khi người ta làm sô cô la, người ta bảo quản ở 20 độ C, em cầm cái thanh sô cô la em thấy nó rắn, nó cứng, em bẻ nó sao? Nó kêu cái cớp, em cắn nó kêu cái cớp và nó cứng. Thì cái đó người ta gọi nó là snap của sô cô la, nó không có đặc trưng là snap, độ cắn của nó nha. Khi em nhai trong miệng của em, nhiệt độ trong miệng của em bao nhiêu độ? 37 độ C. Ở 35, 37 độ C, bao nhiêu phần trăm của chất béo ca cao là rắn? Bao nhiêu phần trăm vậy? 1-2% à. Có nghĩa là nó chảy hết chưa? Nó chảy hết rồi. Mà nó chảy hết là mềm hay cứng? Mềm, nó lỏng. Ở đây thì chất béo sữa và chất béo hạt ca cao giống nhau. Nhưng mà có nghĩa là gì? Nếu như em ăn sô cô la mà em ăn sô cô la chính hiệu, chính gốc á, ví dụ hôm nay đi siêu thị mua thử sô cô la Bỉ ăn, người ta làm chất béo chỉ từ hạt ca cao thôi, em cắn em nghe cái cớp ở trong miệng, nhưng mà em chỉ cần nhai hai cái thôi là nó chảy lỏng ra liền lập tức luôn, tại vì nó chảy trong miệng em rất là nhanh, ở nhiệt độ trong miệng em là nó chảy hết nè. Em về em ăn thử nha, em cắn nó cứng, nó như vừa cắn xong thấy nó tan ra rất nhanh. Mà quá trình tan chảy như vậy là chuyển pha từ rắn sang gì? Rắn sang lỏng. Quá trình chuyển pha rắn sang lỏng là quá trình hấp thụ năng lượng hay giải phóng năng lượng? Hấp thụ năng lượng hay giải phóng năng lượng? Hấp thụ năng lượng, lấy năng lượng vô để tan chảy vật chất. Lấy năng lượng này từ ở đâu? Từ trong vùng miệng của mình á, mình ăn mà. Như vậy mình có cảm giác mát hay ấm trong miệng? Mát. Mình mất năng lượng cho nên mình cảm giác mát, cho nhiệt giác mát. Khi mình yêu nhau, mình tặng sô cô la, mình tặng sự mát mẻ của tình yêu. Người yêu mình ăn vô cảm thấy wow, mát, nhiệt, đặc biệt. Sô cô la nó còn có một số thành phần khác nữa là gọi là nó sẽ kích thích hormone giới tính, mình ăn nhiều hơn, tình yêu cảm xúc dạt dào hơn. Nào thử đi nha. Ok, rồi. Quay lại đây nha, dầu cọ. Dầu cọ là Malaysia, nước đứng đầu về dầu cọ thế giới này. Dầu cọ ở một nhiệt độ bình thường nó rắn hơn hay là nó lỏng hơn so với chất béo sữa? Nó rắn hơn. Cho nên người ta dùng cái này nhiều lắm trong các loại bánh bích quy rồi đó, cho nó cứng. Ở đây có dầu đậu nành. Dầu đậu nành mà sao nó cứng dữ vậy, mà sao nó rắn dữ vậy? Nó còn cao hơn chất béo sữa đó, cao hơn dầu cọ luôn dữ vậy. Này có bình thường không? Cái này không phải là dầu đậu nành bình thường mà dầu đậu nành gì đây? Hydrogenated là dầu đậu nành đã được hydrogen hóa. Là sao? Là làm cho nó no. Bằng cách là cho phản ứng đưa hydro vô cái nối đôi làm cho nó no. Dùng kim loại kìm để xúc tác ở nhiệt độ cao. Đây là phản ứng gì? Hóa học. Dùng phản ứng hóa học để cho nó no. Mà nó no cho nên là nó cứng. No mà no hóa học như thế này thì về mặt sức khỏe có phải ưu điểm và nhược điểm? Có vẻ như tiêu cực nhiều hơn à, đúng không? Thì bản thân nó tự nhiên nó không có, mình làm cho nó như vậy. Những năm trước đây á, là người ta chiên mì gói với cái này nè. Người ta chiên mì gói, mì chiên á, là chiên với cái này. Cái này là no hóa học
không có lợi về sức khỏe. Ngoài ra là trong cái phản ứng mà no hóa học này, nó có khả năng là nó không no thì đồng phân xít nó chuyển thành đồng phân tran. Trong phản ứng hydrogen hóa, đồng phân xít chuyển thành đồng phân tran, và những cái đồng phân này, những cái axit béo này là tăng nguy cơ bệnh ung thư trước đây á. Còn bây giờ thì người ta chiên mì gói với cái gì tôi không biết, mấy em đọc thành phần nó sẽ nhìn thấy. Chứ cứ khoảng 10 năm trước đây người ta vẫn chiên với cái này. Nhưng mà chiên với cái gì chiên, nhưng mà chất béo no thì về dinh dưỡng nó lại không ưu điểm bằng chất béo không no. Cho nên mì gói không nên ăn nhiều, hay nên ăn nhiều? Không nên ăn nhiều, lâu lâu ăn lần được rồi, chứ không phải ngày nào còn ăn mì gói cũng không nên. Thích thì cứ ăn, nhưng mà đừng có lạm dụng. Ok, khi chúng ta nói về